Ủa có nắng ngồi chui vô. Thích vô xe à? Nói thấy gì tươi trong này, hoa giấy nhiều lắm nè. Trong này hoa giấy nhiều lắm nè. Đấy rồi thằng té đó con. Đấy từ từ. Gà gáy kìa, gà gáy kìa, con gà kìa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Tường về lên đây, lên đây, còn đây đường xe chạy. Bán nào? Chỉ đi lấy bộ đầu. Mẹ mẹ nó chơi không? Cái đó là cái lưới để tao bảo vệ đó. Lưới bảo hộ đó chứ không phải là chỗ chơi đâu. Lên không Khang, lên không? Không làm gì tôi chụp hình không có được nghỉ trơn là quá. Đây cửa ba. Rồi lên đi. Lên rồi con lên. Được rồi ba, mới đi con điểm chụp hết một pin rồi. Ừ.